chợ khởi nghiệp, kết nối giao thương, chia sẻ kiến thức năm 2016 tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 40 doanh nghiệp và các tổ chức tham gia. Đây là cơ hội để những người chuẩn bị khởi nghiệp và đã khởi nghiệp gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Dịp này, công ty cổ phần Kata đã mang tới những kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp của mình để cùng chia sẻ, đồng thời phổ biến kêu gọi xã hội tăng cường nhận thức sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tham gia cái phiên chợ này là để cho các bạn trẻ hiểu rằng là có những cái dòng sản phẩm mà có thể thay thế hoàn toàn mút xốp cũng như là túi ni lông và bảo vệ được cái môi trường sống, và các bạn có thể kinh doanh trên cái sản phẩm đó, và chúng tôi tạo điều kiện cho các bạn trẻ có cái cơ hội để kết hợp với chúng tôi làm việc đó. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành sản xuất bao bì giấy, Kata đã sở hữu hệ thống nhà xưởng và các trang thiết bị máy móc đồng bộ, hiện đại. Sản phẩm do công ty sản xuất rất đa dạng, từ các loại túi giấy chất lượng cao phục vụ cho các thương hiệu thời trang quốc tế, các loại thùng cắt tông khổ lớn cho ngành gỗ đến giấy tổ ong làm pallet giấy. Các sản phẩm này được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và thân thiện với môi trường.